Có một cái tiêu chuẩn nào mà cụ thể cho cái người nào đó không? Bô ram của nhóm kia ra. Biết đâu người yêu mình đẹp hơn bô ram sao? Ví dụ người yêu mình là Rambo chẳng hạn. Rồi, mời em ngồi. Hai bạn giới thiệu về mình đi. Chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn bên kia. Rồi, dạ. Em tên gì? À, em tên là Hồ Tiểu Đan, em đến từ Ninh Thuận. À, tên lạ mà đẹp quá ha. Dạ, em năm nay 18 cộng. Nghề nghiệp của em là thiết kế thời trang. Rồi, bạn trai. Dạ, em xin chào quý vị khán giả. Em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường và người bạn bí mật bên kia bức màn. Em tên là Dương Quốc Thiệu, em vừa tròn 27 tuổi. Em rất là... Em sao? Em mới đầu em nghe cái tên của bạn, em cũng rất là tò mò là một người phụ nữ có cái tên rất đặc biệt như vậy. Ai đặt tên Tiểu Đan cho em vậy? Dạ mẹ em ạ. Thì ba mẹ mà đặt chứ hỏi ai đâu. Chỉ là ba hay là mẹ, dù khi có ông nội ông ngoại gì đặt thì sao? Dạ hồi đó mẹ em thích đọc truyện Quỳnh Giao á. Đúng rồi. Nên tiểu thuyết Quỳnh Giao đúng không? Dạ. Rồi bạn trai thắc mắc gì nữa không em? Em thắc mắc là bạn Tiểu Đan là chắc nhà cũng có Đại Đan, Trung Đan gì nữa phải không bạn? Dạ đúng rồi anh, nhưng mà có Nhã Đan thôi ạ. À, Nhã Đan hả? Rồi, bạn giới thiệu chút xíu về nghề nghiệp của bạn. Hiện em đang làm kế toán tại công ty dược phẩm Khang Duy. Công ty có nhiều bạn gái không? Phụ nữ thì có nhiều, bạn gái thì ít. Mình có tìm được ai không? Em thấy là không có hợp với mình. Mà em không hiểu tại sao bạn nữ nào vô công ty em cũng bừa bộn hết á. Ôi, nhớ nha, chê bạn nữ công ty nha. Dạ, nếu mà chương trình này mà bạn nữ nào có coi thì xin tha lỗi giùm cho Thiệu nha. Tại vì Thiệu chỉ nói sự thật. Trời ơi, mồi thêm câu nữa hay quá. Em có bề bộn không em? Dạ, có anh ạ. Trời, hợp đấy. Sở thích của em là bày bừa. Nhưng mà em bày bừa sạch sẽ ạ. Ủa, bày bừa sạch sẽ là bày bừa sao em? Tức là em thích bày ra xong rồi em cũng thích dọn lại ạ. Được á anh. Vậy là em hơn chị đó, chị bày phải có người dọn. Ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì em? Ưu điểm của em là em thích chạy xe ạ. Chạy đi đâu? Em thích địa điểm nào thì em sẽ đi cái địa điểm đó. Trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ hơn một mối ạ. Kiểu cỡ 18 cộng vậy đó hả? Dạ, thực tế ra thì chỉ có một mối thôi ạ. Chia tay bao lâu rồi em? Dạ cũng gần 3 năm. Tại sao chia tay biết không? Em cảm thấy mình chủ động cho mọi việc á. Cuối cùng em nhận thấy là không có phù hợp cho nên em chia tay. Bạn trai bên kia mình thấy mình là người thụ động hay là dạ, chủ động? Em là người tự động chị. Tự động em nghe rồi tự động em nói. Tôi thấy hai người này hợp á. Dạ em nghe bạn nói là bừa bộn nhưng mà bạn đó thêm một câu sau nữa em rất là thích. Bừa bộn nhưng mà dọn dẹp thì mình làm xong mình dọn dẹp rất là tốt. Dạ. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em nếu mà tính ra thì chắc khoảng 0,75 mối tình thôi. Đó là một cái bạn nữ ngày chưa học chung đại học với em. Thương thầm nhớ chọn người ta. Tức là chưa rồi, qua dạ, mối tình chính thức dạ, nào dạ, đúng không? Là cũng là dạng tình yêu đơn phương. Mình muốn tìm một người yêu của mình như thế nào? Cá tính một mầm chút. Dạ nếu hiền quá là thế nào cũng bị em ăn hiếp à. Bạn bên kia hơi bị cá tính đấy. 18 cộng hiểu rồi ha. 18 cộng 18 cộng là đủ tuổi rồi. Nhưng mà có một cái tiêu chuẩn nào mà cụ thể cho cái người nào đó không? Bô ram của nhóm kia ra. Dạ dĩ nhiên cái đó chỉ là thần tượng thôi. Chứ em nghĩ là cái đó là không bao giờ mà trở thành sự thật được. Biết đâu người yêu mình đẹp hơn bô ram sao? Ví dụ người yêu mình là Rambo chẳng hạn. Rambo như vậy thì chắc em phải là siêu nhân nó mới hợp á. Rồi có điểm gì em không thích cái người bạn gái dạ, không em? Đừng có mập quá. Em mập rồi em mập nữa thì hơi chật. Rồi. Tính cách thì có thể hơi dữ dữ chút xíu. Khùng khùng xíu được không anh? Khùng được em, anh là chùm nhây mà. Mẫu người bạn trai của em là gì? Anh chỉ cần cao hơn em được rồi. Rồi. Không mập không ốm, tại cái điều đó em có thể điều chỉnh được. Và quan trọng nhất em nghĩ đó là anh phải khỏe ạ. Có cần làm gì để biết để chứng minh là khỏe không? Anh có thể hiện được mình khỏe ở đâu mà. Cái chỗ cần khỏe đó anh sẽ khỏe em. Mình thấy được không anh? Cái đó thì... Ôi sao mắc cỡ. Em khỏe được ở đâu? Dạ em khỏe ở bụng. Quay qua coi. Gì mà... Cởi cái áo đen đen ra coi. Cái gì vậy? Kéo áo lên coi. Có muối không anh? Làm gì kéo áo, bắt phải kéo chi vậy? Không, cô này cô nhờ kiểm tra giùm. Không, cái đó để hai đứa đi, tự kiểm tra nhau. Tự dạ, kiểm tra bụng làm sao? Hít đất được không? Dạ, hít được chút chút rồi chị. Chút là mấy cái? Khoảng một cái. Rồi định chừng nào lấy vợ? Dạ...
chắc cuối năm nay. Lấy vợ về làm gì ăn? Dạ lấy vợ về nấu đồ ăn cho vợ ăn. Dạ tiền đi làm. Có để dành được tiền chưa? Dạ có chị. Rồi hai chồng ở đâu? Dạ hai vợ chồng ở nhà em. Em vừa mới mua được nhà. Wow. Nhà ở đâu? Dạ nhà em ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân chị. Hiện giờ đang ở với ai trong nhà? Dạ đó? Hiện em ở với mẹ em. Rồi vậy là về làm dâu phải không? Dạ về làm dâu. Mẹ có khó không? Dạ mẹ thì có khó chút chút, cũng yêu cầu là gọn gàng sạch sẽ rồi lễ phép với người lớn. Rồi ngồi xuống đi. Dạ vậy thôi hả chị? Thôi được rồi em, không có nhiều mệt lắm. Đàn trai quá để qua tôi làm khó đàn gái lại. Chào anh Nguyên. Trời dễ thương quá. Em chào bạn. Bạn trai bên đây cũng thích nói vui nhưng ảnh hơi đen chút xíu. Có thể tắm được. Không thích gì đặc xấu người đàn ông ấy. Em không thích hút thuốc, nhậu nhẹt. Anh không hút thuốc. Có khoe khoang không anh? Có chút chút. Ủa mình thì mình khoe, có mình khoe đúng không em? Mình có mình nhà, có mình khoe ra nhà chứ trời. Mới khoe có nhà đó. Đúng mà. Dạ khoe khác nổ em. Khoe chứ không nổ chị ơi. Chị đang nói tốt cho em đó em mà em ngồi yên bển đi. Sao nữa, em thích gì nữa? Em không thích. Gì mà rặn dữ vậy? Em làm anh căng thẳng quá em. Em không thích nói nhiều lắm ạ. Nói câu nào đáp câu đó thôi. Ủa về rồi đó hả anh Linh? Thôi về chị không nổi à. Nói chung là hai người này gặp nhau được 49-50 đấy. Nay em có đi với người thân không em? Dạ có ạ. Em đi với bạn đồng nghiệp của em, với bạn thân của em ạ. Rồi. Em chào anh Quyền Linh với lại chị Cát Tường, với lại chào anh bạn ở trên này. Chào em. Dạ. Tình hình sao em? Tình hình. Nãy giờ mọi người dưới đây thì có vẻ là rất là thích nói chuyện với anh chàng này, không biết là đang có thích hay không. Nhưng mà bản thân Thảo thì rất là thích. Đúng. Có vẻ là phù hợp đấy. Và họ cảm giác là anh chàng này rất là lễ độ. Và cái cách mà giao tiếp vân vân mọi thứ thì mình rất là, nói chung rất là được. Cảm ơn em. Dạ em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và tất cả các anh chị trong khán phòng. Nếu là một người chị để xem em cho mình thì em nghĩ là khá là ổn. Âm thanh, tất cả mọi thứ rõ nét mà thích hợp cho radio ạ. Trời. Hồi nãy không biết anh chàng này có đi cửa sau rồi gì trước với mấy chị này không? Sao khen dữ vậy ta? Dạ cái này là người ta có nét rồi đó chị. Nói là dạ. Thôi Cương bên đây người ta thích ít nói đó Cương. Ta khen mình cảm ơn được rồi bé. Bạn trai ơi em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ em ạ. Ồ, thôi gặp mẹ. Mẹ em ngồi đằng đó. Rồi chào bác. Chào chú Quyền Linh với cô Cát Tường. Dạ. Tôi là mẹ của Thiệu. Dạ. Dạ cô nhận xét bạn gái bên này như thế nào cô? Thấy cháu đây thì được, đẹp gái. Tôi thấy cũng xứng rồi đó. Chào cô ạ. Anh Thiệu có thương cô không ạ? Có, Thiệu rất là có hiếu. Học xong ra trường rồi làm mấy năm rồi mua nhà cho mẹ ở đó. Thì là được rồi đó, chúng ta kéo màn lên. Quay qua đi. Không quay qua mà còn khép nếp không? Từ từ. Sao khép nếp quá vậy Thiệu? Em gửi anh món quà. Dạ dạ. Đây là cái sổ ước mơ. Em nghĩ là ai cũng có mục tiêu và cái ước mơ. Anh hãy viết ra đó và chúc nó thành hiện thực ạ. Cảm ơn em, thật xong với ta. Cũng đây là món quà nhỏ. Em thục thò thục thò vậy. Dạ xin tặng em, hy vọng là khi mà em nhìn thấy chú gấu này thì em sẽ nhớ tới anh. Cảm ơn anh. Còn một món quà tinh thần nữa thì anh sẽ có đàn ở đây, anh sẽ hát tặng cho em một bài. Vậy quá tuyệt vời ạ. Xin mời quý vị khán giả với lại anh Huyền Linh cái từ cùng lắng nghe. Người yêu ơi, yêu thì có gì sai? Đâu có sai đâu, không là anh thì ai? Để anh đưa em về là tình yêu mãi mê, mặc kệ người ta cười chế, bởi vì tình yêu là thế. Làm người yêu anh nhé baby, làm người yêu anh nhé baby. Còn khúc sau nữa. Làm người yêu anh nhé baby, rồi làm vợ anh nhé baby. Ý em sao? Ý em sao? Dạ
Yeah. Rồi, áo MC. Cảm nhận gì với người đối diện? Em cảm thấy anh rất là đặc biệt, tâm lý, chu đáo. Anh còn hát hay nữa. Mà em thì ai mà hát hay thì dễ đốn tim em lắm. À, anh có thể hỏi em là khi mà em một mình, em không có người bạn nào đi với em thì em thường hay làm gì? Em thích đi đây đi đó hoặc là thích đi du lịch. Em có thích khám phá những quán cà phê mới không? Ừ. Có những nét độc đáo trong cách trang trí của quán đó, anh rất thích cái đó. Đúng rồi, em thích từ chất á. Vậy anh có chất không? Anh rất là chất và có cả lượng nữa. Cái này là khoe nè. Bây giờ mình đoán đi, 18 cộng bao nhiêu bạn? Cứ để em mãi mãi tuổi 18 thôi. Mình không nên đoán. Cũng khôn. Hai con người rất là cá tính. Anh vấn đề còn lại là ai sẽ nhường nhịn ai đấy? Em thì sẽ nhường nhịn bạn gái của mình. Bạn gái thôi hả anh? Bạn gái, người yêu và sau này là vợ. Ông này ông khôn lắm. Đối với đàn ông á thì người ta nói là tứ đổ tường á. Thì anh đã không có những cái kia rồi thì còn cái còn lại á. Thì anh có không? Binh pháp người ta nói là không chơi là tất thắng. Vì vậy những thứ đó là anh không chơi hết. Thì khi mà nghe những cái quan điểm của anh nói thì em cảm thấy là sâu sắc, thông minh. Và em thích cái điều đó. Chúng ta hãy kiểm tra lại trái tim của mình. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết điều đó. 3, 2, 1. Hết thời gian. Nào, rất hiện đại. Hai bạn rất là thông minh để dễ nhận ra nhau. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng. Những cái không gian lãng mạn dành cho các bạn để hiểu kỹ hơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng hai bạn viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Cảm ơn chị. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Bạn cần cái viên uống đó lắm á, cho nó sáng da chút xíu. Nào, hôn bạn gái với buổi gặp mặt đầu tiên. Những người rất là hiện đại, thanh niên hiện đại. Nào, mời bạn. Nắm chặt nha, đừng buông đi. Không đó. Dạ. Ngày hôm nay quý vị lại thấy ông Mai và Mối có gì lạ hay không? Biết rằng ngày hôm nay sẽ có một cái tin rất là vui do một cặp đôi mà quý vị cũng rất là ấn tượng. Hôm nay họ đến đây để trả lễ chúng tôi bởi vì họ đã cưới nhau rồi. Đó là Vĩnh Lưu và Hồng Ly. Đúng rồi, Lưu Ly. Lúc đó quay hai chúng tôi còn hay còn chọc họ Lưu Ly thì được chứ đừng có Lưu Linh nha. Đúng rồi. Anh còn nhớ là Lưu có gia đình rồi. Dạ, và cũng có một người con trai. Dạ, đúng. Còn Hồng Ly đó chưa có gì hết. Bây giờ ta cho trọng pháo tay chào đón Hồng Ly và Vĩnh Lưu. Chúc mừng. Mới lấy nhau chắc nhiều chuyện vui lắm mà chia sẻ với quý vị khán giả. Từ lúc mà ngồi trên đây tới đám cưới là hình như cũng... Dạ, gần 6 tháng. 6 tháng ngồi ở chiếc ghế, hai cái ghế thần thánh này là về. Bây giờ ta có đôi có cặp. Rồi hai chồng cảm xúc thế nào? Trước tiên thì em cũng xin cảm ơn chương trình và bạn Trúc đã tạo cái ghép. Khi mà lên chương trình là đăng ký là em không nghĩ là được lên đây và có như thế này. Trân trọng đón nhận cái món quà này. Cô dâu nói chút xíu đi. Lần trước thì em đến đây thì ngồi chiếc ghế nóng thì cái cảm giác của em rất là hồi hộp. Bây giờ thì nó thay rồi, đó là cái niềm vui nhiều hơn. Vì lúc trước thì em đến đây thì em cũng chưa biết anh nó như thế nào nữa. Chương trình đã tạo cơ hội cho em và anh đó. Anh đó là anh nào? Xã em. Anh Linh ơi, giờ em có ý kiến vậy. Hồi trước giờ cứ ông Mai và Mối đứng đây mà cặp đôi nào mà nhấn nút á, mà khi anh Linh mà kêu nắm tay với hôn nhau á, cô nào cũng nhăn, anh nào cũng nhăn. Bây giờ hai người nắm tay nhau, hôn nhau một cái thấm thiết để cho những cặp đôi khác lấy đó làm khích lệ tinh thần. Nghĩa là hôn nhau trên sân khấu này là linh thiêng lắm. Đúng về rồi. Là sẽ lấy nhau thôi. Vậy đi. Đúng không quý vị? Trời ơi, ngại ngùng giúp giống ngày mới. Đó. Chắc là thay mặt cho chương trình, thay mặt ông Mai bà Mối chúc cho hai bạn sẽ sống với nhau đến đầu bạc răng long, sanh con đàn cháu đống, vui vẻ hạnh phúc. Em xin cảm ơn. Cảm ơn món quà này nha.
Dễ thương quá. Niềm vui, nhân đôi niềm vui. Chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai của bạn muốn hẹn hò. Hả Mai? Em là nữ nên em muốn các bạn nam phải giống như chủ động. Khi mà cố gắng nhiều quá mà không thành công thì thôi bỏ. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Giờ mình giới thiệu về mình. Mình xin tự giới thiệu là mình tên Lê Quang Đăng. Mình tốt nghiệp Đại học Bách Khoa. Dạ, hiện tại mình làm cho công ty phát triển phần mềm. Dạ. Nhiều tuổi rồi Đăng? Dạ, năm nay em 39 tuổi. À, tuổi thần tài đó. Quê ở đâu Đăng? Dạ, quê em ở Gò Công Đông, Tiền Giang. Chung với anh Linh ha. Mời bạn nữ. Dạ, xin chào chị Cát Tường, anh Nguyên Linh. Dạ, chào bạn. Chào khán giả, mình tên là Nguyễn Lê Thị Dương. Năm nay mình 28 tuổi. Hiện tại mình là giáo viên, mình đến từ Tây Ninh. Làm gì có quận mấy? Dạ, em làm giáo viên ở Bình Thạnh à. Bên kia 39 tuổi. Dạ. Là lớn hơn gần cả con Giáp luôn. Em có vấn đề gì không? Có e ngại gì không? Dạ không chị, em thích càng lớn càng tốt. À, vậy là vui phải không? Có gì đâu. Vui. 39 tuổi, mấy người yêu rồi? Dạ, cũng 4 năm. Bạn có rút ra được kinh nghiệm mà tại sao mình phải chia tay 4 mối tình không? À, tại vì lúc trước thì điều kiện vật chất chưa đủ. Tại vì các bạn cũng muốn cưới. Bạn lấy chồng chưa? Bầu cũ thì mới lấy chồng. Bồ cũ mới lấy chồng. Dạ, em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ hai chị. Cách đây bao nhiêu năm rồi? Dạ em chia tay cũng 6 năm rồi chị. 6 năm nay ở không? Cũng có hẹn hò vu vơ nhưng mà em là nữ nên em muốn các bạn nam phải giống như chủ động. Tức là người ta phải tỏ tình, phải nói chứ. Im hoài đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, em không thích chị. Ủa anh bên kia anh có chủ động không? Cũng có. Rồi giờ anh chủ động anh thử, anh hỏi thăm, anh tấn công bên này tôi coi thử coi. Em bên đó em dạy ở trường nào? Dạ em dạy ở trường mầm non Anh Pha ạ. À, ở trên đường nào? Em dạy ở số 9 Hoàng Hoa Thám. À. Dạ. Vậy thôi hả? Trời ơi, giống như hỏi cung vậy. Đó rồi, đó rồi. Đó. Vậy bạn có những ưu điểm gì? Dạ ưu điểm của mình là học hành chăm chỉ, thông minh. Trong công việc mình rất là chăm chỉ, rất cố gắng luôn để hoàn thành công việc. Nhưng mà khi mà cố gắng nhiều quá mà không thành công thì thôi bỏ. Không quá bỏ qua thì không. Rồi, đất ơi, người đàn ông chững chạc của đời. Làm chuyện khác nó dễ thành công hơn. Dễ thương, những khuyết điểm của anh là gì? Nếu mà ở nhà mà có ai thì người đó nấu cơm chứ không chịu nấu cơm. Còn ở mình thì tự nấu. Thôi vậy chắc ở mình luôn đi. Ưu điểm hay khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm là em ăn được. Công việc của em là em làm giáo viên mầm non nên là khi kể chuyện thì em sẽ có thể tả luôn cái giọng nói, tình cảm của nhân vật ở trong câu chuyện đó. Để anh đề nghị nè, chút xíu kể cho bên đây nghe. Rồi, đồng ý, đồng ý. Khuyết điểm còn của mình. Về khuyết điểm thì em nói nhiều. Em thẳng tính lắm, em không có biết bơi. Nên vì vậy em thích quen bạn biết bơi. Rồi. Anh biết bơi không anh? 5 tuổi đã biết bơi. Bơi với mường. Trời ơi, nhỏ vậy ta. Vậy là bơi chó đó, chỉ mường bơi chó. Miễn nổi là được rồi. Đúng rồi, em chỉ yêu cầu là nổi là được rồi. Không khuyến khích 5 tuổi bơi với mường nha. Anh đến đây, anh muốn tìm một người yêu như thế nào? Biết chăm lo cho gia đình, biết quản lý tài chính. Đừng có quá xe xua. Quan tâm với người thân. Ngoại hình thì cỡ 3 điểm được đẹp. Ngoại hình chỉ có 3 điểm mà trời. Thì người ta càng đẹp thì người ta đòi hỏi cao hơn. Cái nhân sắc của mình thì tầm đó thì em hài lòng. Anh thí dụ giờ mở màn lên thì cô này có 5 điểm là coi như cô rớt ra. Đâu có, từ 3 điểm trở lên. Em thích cái mẫu người đàn ông như thế nào? Cao 1m7. 7 có luôn. Biết quan tâm đến người khác. Biết luôn. Quan tâm đến em nữa. Thí dụ em đi ăn thì thường em ít có gấp á. Nên là muốn gấp cho em đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy là được không? Không? Dạ đúng rồi. Hết rồi đó, cao 1m7 thôi là được rồi. Dạ. Nhưng bây mà giờ... đây có cái lạ nè, cô kia yêu cầu là cô ăn không bao giờ cô gấp hết chứ. Em gấp ít anh nhưng anh... mà ý là em ăn rất là nhiều. Mà gấp nhiều thì em ngại nên là muốn người khác gấp cho em. Hiểu như đang đám cưới á, hiểu không? Anh có đồng ý gấp không? Rồi cái phải gấp cho người ta ăn chứ, để người ta đói bụng, người ta chảy nước miếng mà người ta ngại gấp. Hiểu không? Là về giận anh luôn á. Anh đã có chuẩn bị gì cho đám cưới chưa? Có một cái nhà ở dưới ba mẹ được. À là cổ làm dâu đúng không?
Dạ cũng tạm thời làm dâu. Tạm thời, ủa tạm thời rồi không tạm thời là sao? Thế sau này có tiền trả cho ba mẹ mua nhà khác. Trời dễ thương quá. Tiền cái nhà nó của ai? Thì em đứng tên nhưng mà ba mẹ cho mượn tiền. Thật thà. Cô này dễ thương lắm, mà giáo viên mầm non nữa. Cô chăm sóc con nít tốt là sẽ yêu thương người lớn tuổi. Yêu thương luôn hàng xóm của anh yên tâm. Chỉ có anh là chưa biết cô yêu hay không thôi. Trời ơi, như không. Để tôi qua tôi coi cô dâu tương lai bên kia sao nha anh Đăng nha. Ồ, dạ cô giáo. Nếu Linh là phụ nữ á, chịu anh liền á. Anh dễ thương hiền, khó à. Có gì nói đó thấy không? Dạ, chết rồi, nhờ anh Linh hỏi dùm coi là nhà mượn tiền là mượn nguyên căn hay mượn nữa căn. Cái đó không sao không chị. Dạ. Hùng với chồng trả tiền được không? Cái đó là chuyện nhỏ thôi anh. Dạ. Của chồng cũng như của mình. Của mình thì nhiều khi cái... là chắc mình. Là của mình. Được rồi, anh sẽ gấp em liên tục luôn. Rồi, hôm nay em có đi với ai không? Dạ, em có đi với em trai ạ. Rồi. Dạ, em chào chị. Em chào Quyền Linh ạ. Em thấy em chào anh rể tương lai luôn. Anh rể tương lai à? Dạ. Từ nãy giờ anh nói thì em thấy ok rồi. Mấy cái yêu cầu của anh á thì chị em dư sức đáp ứng được gấp đôi luôn. Thấy anh trai dễ thương không? Dạ dễ thương. Em có yêu cầu gì nữa không? Dạ không ạ. Cảm ơn em. Trời ơi em trai hiền quá, không bắt anh để tương lai hứa hẹn gì. Ít nhất là anh lấy chị tôi anh phải lo cho tôi rồi chẳng hạn. Rồi anh Đăng, anh có đi với người nhà không? Dạ có, đi với bạn thân. À, em chào anh Linh, em chào chị Tường, chào tất cả các anh chị và các bạn có mặt tại trường quay hôm nay. Và Đăng thì một người rất là hiền, rất là chân thật. Một người có công việc rất là ổn định, thu nhập lại cao. Riêng bản thân mình thì mình thấy một người phụ nữ vậy là quá tuyệt vời rồi. Và mong rằng hai bạn sẽ cho mình một cơ hội để hẹn hò vào cuối năm, để mọi người được chung vui trong cái đám cưới cuối năm nay. Rồi, cảm ơn bạn nhiều. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai bên gặp. Kéo màn. Em. Dạ thằng Đào gặp mặt. Chắc là nữa đi, đi gặp nhau cho tôi theo nhắc gấp luôn. Em có thích trồng cây không? Dạ có. Em có thích nuôi chó mèo không? Dạ em thích chó mèo thì thích, nhưng mà em không thích nuôi. Anh có sở thích trồng cây hay nuôi chó mèo? Ở nhà anh trồng rất là nhiều cây, cây gì cũng có trồng á. Dạ em thích lắm. Em mà nói một cái cây gì mà anh không có trồng thì cũng khó lắm. Thế anh quan niệm thế nào về hạnh phúc? Cuộc sống mình đầy đủ, theo đuổi những cái mục tiêu của cuộc đời mình và giúp đỡ đối phương theo đuổi những cái mục tiêu của họ. Bây giờ đầu tiên mình hát bài tặng quấy tạo không khí đi. Chú có kể chuyện cho nghe. Thì thường người ta nói về con gái Huế đẹp dịu dàng và giọng nói rất là ngọt ngào. Cho nên hôm nay anh sẽ hát một bài ca về một cái vẻ đẹp khác. Đó là bài Em Gái Miền Tây. Em cũng Tây rồi, Tây Ninh. Tôi tưởng đó ông khen con gái Huế, tôi định nói tôi nè. Xong rồi ông vòng vòng cái ông bắt ở miền Tây. Không sao, tôi cũng miền Tây, đỡ quá. Cầu tre lắc lẻo khó đi, em gái ơi giúp anh qua đò. Nhọc nhằn cho cuộc tình tôi khi cây lúa ngày còn xanh. Trời ơi, hay quá vậy. Lẽ nay tôi đi gặp bạn gái tương lai thì người ta phải học thuộc chứ, có thuộc nào không? Dạ, thuộc cũng có những bài khác. Anh hát bài nhạc bolero, anh thích bolero lắm. Nhìn thẳng vô mặt của gái hát. Sông quê nước chảy đôi bờ, để anh chính dạy mười khờ thương em. Đó. Thôi không hát nữa, bài này buồn quá. Thôi để cô giáo người ta kể chuyện lại cho cái bầu không khí nó tươi lên xíu coi. Gà con nhỏ xíu, lông vàng dễ thương, gặp ông trên đường, chào ông ạ. Ngồi trên hòn đá, một anh cóc vàng cất giọng oan oan, chắc chào ông ạ. Tưởng đâu kể chuyện nhỏ nhỏ tự nhiên cái quay qua cái gặp cái chào ông hoài. Ngồi làm ảnh cũng Bây giờ hai người tính chuyện hẹn hò. Anh cảm nhận là em rất là hiền, rất là dễ thương, cũng rất là đẹp.
so với cái mong muốn của anh trước khi đến chương trình. Ban cố vấn của anh nói là hãy hạ tất cả các cái tiêu chuẩn, nhưng mà anh đến đây thì anh thấy không cần phải hạ, tại vì tiêu chuẩn của em quá cao. Mong muốn là mình sẽ có một cái cuộc hẹn hò để mà tìm hiểu nhau nhiều hơn. Hết thời gian. Suy nghĩ thật kỹ nha. Một, hai, ba. Hết thời gian. Nắm tay nhau đi đã. Còn cảm giác cái nắm tay thế nào? Rất là ấm. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp 212 Lý Chiến Thắng Cinebox gửi tặng các bạn. Đây, chị gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax, viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Dòng đời cũng đưa đẩy em bé tới giờ. Em rất là thích ngủ. Ngủ từ ngày này ngủ qua ngày khác. Ai gặp em lần đầu tiên cũng nói em khó gần. Và cũng hơi lười. Cũng giống như bạn trai đó, là lâu lâu có lúc xiên có lúc lười. Nói chung là đẹp thì ai cũng thích thôi. Đẹp thì tốt, mà không có thì cũng không sao. Em thích những người có tính giống em, khùng khùng giống em, để vui vô nhà vô cửa. Mời nhà trai. Rồi, chào bạn, ngồi đi bạn. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe luôn nha. Xin chào anh Quyền Linh. Xin chào chị Hồng Vân. Chào em. Xin chào bạn nữ bên kia. Tất cả các bạn trong trường quay. Em tên là Nguyễn Đăng Nam. Năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em đang làm việc và tại Đồng Nai. Em làm giáo viên tiểu học. Tiểu học là từ 1 lớp 5 đó hả? Dạ đúng rồi. Còn em? Dạ em tên là Huỳnh Ngọc Văn Tâm ạ. Năm nay em 23 tuổi ạ. Trước đây thì em đi sang Nhật 3 năm. Và sau khi về thì em làm bên ngành chứng khoán. Hiện tại thì em đang muốn chuyển hướng để mình bồi dưỡng thêm tiếng Nhật á, để mình làm một cái ngành gì đó thiên về tiếng Nhật. Tới dạ. Tới Nhật đi phiên dịch chẳng hạn, ví dụ. Dạ, đúng rồi. Không? Dạ. Bây giờ em đang ở đâu? Giờ hiện tại thì em đang ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ở quận mấy em? Dạ quận 12. Quê của em ở đâu ta? Dạ ở Đồng Tháp ạ. Em trai lại em ở quận mấy? Dạ em làm Đồng Nai. Đồng Nai là tại thành phố Biên Hòa luôn hả? Không, em ở Nhân Trạch. Ôi, sắp tới là có cầu rồi, khỏe rồi. Em cho đàn gái biết một chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Em là người biết lắng nghe, khá là tâm lý. Ngoài ra em cũng biết làm việc nhà, em cũng rất biết cách chăm sóc trẻ, vì đó đặc thù nghề nghiệp của em. Nhưng mà ngoài ra em cũng có một số khuyết điểm, như là em rất là thích ngủ. Em có thể ngủ cả ngày, ngủ từ ngày này ngủ qua ngày khác em đều có thể ngủ được. Cái thứ hai nữa, chẳng hạn như hôm nay em cảm giác người sạch sẽ một chút, ngày mai không có làm gì, có thể nhiều lúc em lười quá em mệt, em không có tắm luôn. Ngoài ra cũng nhiều lắm, em thấy khuyết điểm em cũng khá là nhiều, nhưng mà tạm thời em chưa nhớ ra. Hai đàn gái. Còn em? Dạ, thì ưu điểm của em là có lẽ là em dễ thích nghi với một môi trường sống mới ạ. Cũng nhanh nhẹn, cũng hoạt bát. Dễ thích nghi giống như là, ví dụ như bây giờ mình đang bình thường vậy nè. Chiều mình trúng số thôi là mình thích nghi được hết. Thích nghi dạ. Được liền. Dạ. Rồi nhược điểm của em là có lẽ là khó gần. Ai gặp em lần đầu tiên cũng nói em khó gần. Và cũng hơi lười, cũng giống như bạn trai đó, là lâu lâu có lúc xiên có lúc lười. Rồi có thèm ngủ giống như bạn không? Khi mà em làm ở bên Nhật á, thời gian của em ngủ có thể là một ngày 16 tiếng. Tại vì em làm đêm quá nhiều á, cho nên là em phải ngủ lại bù lại. Khuyết điểm của em chắc là thù dai á. Ai mà làm em ghét rồi là em ghim và em để đó và không quên được. Không dạ. Quên được. Dạ đúng rồi. Cái thù dai đó mệt lắm. Anh trai, được tình duyên em thế nào? Thực chất thì em có hai mối tình. Một mối tình thời sinh viên và một mối tình cách đây vài năm trước. Mối tình đó mấy năm? Dạ hơn một năm anh ạ. Hơn năm rồi, mối tình sau là mấy năm? Dạ mối tình sau thì em kéo dài hơn nửa năm thôi. Như vậy thì cũng chưa phải là sâu sắc lắm đúng không? Dạ. Đúng rồi. Còn em thì có mấy mối tình rồi? Dòng đời cũng đưa đẩy, em ế tới giờ. Ế tới giờ là sao? Dạ tại vì em khó tính. Vậy là em gái chưa bao giờ trải qua mối tình nào? Dạ vâng. Bây giờ em tưởng tượng xem cái người trong mộng của em là người như thế nào? Dạ cái gu của em là cái người mà có cái mặt á, hơi baby cute. Nói chung là con trai mà phải trắng, chứ đừng có tập gym mà găng guốc thì em không thích. Rồi cái người đàn ông nó phải cao bao nhiêu? Cao hơn em là được. Tại vì em cũng cao bao nhiêu? Em cao có 1m51. Rồi, bạn kia cao hơn chắc luôn. 1m55 là được rồi. Ngon, đây 56 luôn. Bạn gái chào anh. Dễ thương quá. Dạ về tính cách thì em thích những người có tính giống em,
khùng khùng giống em để vui vui nhà vui cửa. Khùng khùng hả? Dạ khùng khùng giống bạn này cũng lầy đó, cái kiểu lầy á. Tức là thù dai á em. Lầy lầy khùng khùng chút á. Em tưởng thù dai là thì thôi. Nhưng mà lầy thì nhây thì cũng phải biết điểm dừng á, chứ đừng nhây quá. Rồi. Dạ. Vậy ha. Dạ. Cái điều gì em không thích ở bạn trai? Hút thuốc. Hút thuốc à? Bạn bên đó có hút thuốc không? Em hút thuốc là hồi cấp 3 em cũng hút thuốc. Nhưng mà em bỏ mới được nửa năm thôi. Rồi bỏ rồi đúng không? Còn gì nữa không? Gia trưởng. Có gia trưởng không trai? Dạ còn một chút thôi. Em thích cái dáng kiểu người mà như là văn minh lịch sự á. Ủa giờ đàn ông không có văn minh lịch sự hả? Ít lắm. Tại vì em ở dưới quê nên là cũng có một số người nói. Ủa em giờ dưới quê là cũng lịch sự văn minh lắm. Ở quê là ở đâu? Dạ ở Đồng Tháp. Đồng Tháp ở chỗ huyện nào? Dạ Tam Nông. Trời, Tam Nông hả? Ngay Tràm Chim rồi đó hả? Dạ đúng rồi đúng rồi. À rồi, yêu cầu đàn gái là vậy đó. Giờ em muốn người yêu của em thế nào em thông báo cho chị Vân biết coi. Thực ra thì em không có một hình mẫu lý tưởng cố định nào hết. Cứ quan trọng em cảm xúc của em thôi. Nếu gặp em thích thì em sẽ thích. Vậy thì cũng được, có nghĩa là em không cần thiết là phải cao bao nhiêu, mắt phải to, mũi phải cao hay này kia nọ đúng không? Nói chung là đẹp thì ai cũng thích thôi. Đẹp thì tốt mà không có thì cũng không sao. Chính ra vậy thì khó đó. Bởi vì những người ta ra điều kiện á đôi khi nó dễ. Còn cái người mà thôi mình mà nhìn được là được à, nhìn được là được mà biết chừng nào mới là được. Thôi bây giờ á là cứ để cho các bạn gặp nhau xem cảm xúc tới đâu đúng không? Em đi với ai vậy em trai? Dạ ở đây thì em có đi với anh chị với cả em và một số anh chị trong trường. Rồi xin mời đại diện đàn trai. Em xin được chào hai MC của chương trình, quý gia đình bên cô gái cùng toàn thể mọi người đang có mặt trong trường quay. Hiện tại em là giáo viên đồng nghiệp chung với em Nam ở trong trường. Đầu tiên Nam về trường thì qua nhận xét của em thì em thấy Nam là một người hiền lành, ít nói. Thì lần đầu tiên ấn tượng của em về cô gái là hiền lành, cũng có khiếu hài hước. Đây cũng thể là một người con gái biết quan tâm đến gia đình. Rồi, cảm ơn em. Anh gái đi với ai vậy? Em đi với, em đi với ba mẹ và một người bạn thân ạ. Xin lời nói đầu tiên thì con xin được phép gửi lời chào đến MC Huyền Linh và MC Hồng Dân. Qua những lời nãy giờ của cháu bên đây trình bày, theo cái quan sát riêng thấy cháu thì cũng được, gương mặt thì cũng sáng sủa, thích cũng rất thích bên cái ngành giáo viên. Và cũng xin được nói thêm với bên em trai bên đây, nãy giờ cái tính cách của cháu thì cháu cũng đã trình bày, thì cái tính nó cũng hơi khó, hơi kỹ tính. Hai đứa mà có thí dụ sự hài hòa với nhau, gặp gỡ nhau trong buổi trường quay hôm nay, hãy cho nhau một cơ hội. Cảm ơn đàn trai. Bây giờ chúng tôi sẽ mở rào cho hai trẻ gặp mặt ha. Rồi hai trẻ sẽ quyết định. Mở rào. Đã. Chào em. Thì tới đây anh có món quà thì tặng em. Dạ em cảm ơn ạ. Em cũng gửi lên món quà. Anh cảm ơn. Ngồi. Em mở quà đi. À dạ. Cái bình nước. Ở đây thì anh tặng cho em một cái bình nước. Bình nước này có màu xanh. Màu xanh nghĩa hy vọng. Thì anh hy vọng này là bình nước này sẽ đồng quanh với em thật lâu. Cũng như mỗi lần em uống nước thì em sẽ đều nhớ đến anh. Rồi chúng ta cảm nhận lần gặp mặt đầu tiên như thế nào? Thì cũng đúng gu em, cũng baby, cũng cute. Thực sự mà nói mà ai mà nói anh baby cute thì anh cũng thích lắm. Vì nếu cách 5-7 năm thì được. Nhưng mà đối với cảm nhận của em là em thấy anh cute. Rồi, có nhiều lời khen, anh cảm ơn. Dạ em cảm ơn. Thì anh nhìn thấy em cũng rất là dễ thương. Lúc này thì em có bảo á là em không có thích con trai hút thuốc. Yeah. Thì anh cũng nói thật luôn. Thì anh có hút thuốc là hồi cấp 3 anh cũng có đố đòi anh có hút thuốc. Thì anh mới bỏ được hơn nửa năm gần đây thôi. Nhưng mà anh biết rằng á nếu mà thực sự muốn bỏ thuốc á thì ít nhất phải cai được hoàn toàn trong khoảng hơn 2 năm trở lên. Thế lỡ như sau này một ngày nào đó rồi anh có hút thuốc lại thì em sẽ như thế nào? Thì em sẽ tìm cách cho anh đừng hút thuốc lá nữa. Rồi, vậy sẽ cố gắng. Nhìn này, anh em có thể giống như là mẫu hình tượng lý tưởng của em không? Về em nói về ngoại hình trước nha. Thì ngoại hình thì em nói là giống như ru của em. Về tính cách thì hiện tại mình chưa nói chuyện nhiều á, cho nên em chưa hiểu rõ về anh. Dạ, anh cho em hỏi nha. Lúc này anh bảo là anh ở Đồng Nai á, nhưng sao em nghe giọng anh giống giọng người miền Bắc á? Thực ra anh là quê gốc của anh ở tỉnh, nhưng mà từ
nhỏ nhớ anh sống ở Đắk Lắk. Dạ, thì không biết cảm xúc của anh lần đầu tiên gặp em như thế nào? À, thì trước khi gặp em á, thì em lên đây thì anh cũng rất là hồi hộp rồi. Mà gặp em đúng là nó còn hồi hộp hơn. Hiện tại là anh đang cố giữ bình tĩnh á. Quan niệm của anh về hai từ yêu xa nó như thế nào? Yêu xa hả? Thực ra anh cũng rất là yêu xa. Nhưng mà quan điểm của yêu xa đối với anh là biết tin tưởng nhau. Cái đó cả kiên quyết. Cái thứ hai là biết chia sẻ. Và đối với anh trong tình yêu sự chủ động á, là đa phần phải đến từ người con trai trước. Cho nên là chuyện yêu xa thì anh sẽ cố gắng khắc phục triệt để. Nếu như xảy ra một cuộc tranh luận gây gắt luôn, thì hai bạn ai sẽ là người xuống nước trước? À, nếu thực sự mà anh với em có một cuộc cãi vã gay gắt thì đối với con trai giống như nhà anh cũng vậy thôi. Bố anh cái gì cũng nhường cho mẹ anh hết á. Thì anh cũng giống như bố anh, thì anh sẽ cố gắng hết sức để nhường nhìn em. Thì tại vì tính em cũng cái kiểu hơi khó, cho nên là thường nếu em sai thì em sẽ nhận sai. Còn nếu mà em đã cảm thấy mình đúng rồi thì em sẽ cãi cho tới cùng. Thế anh hỏi này, chẳng hạn như bây giờ nhá, ví dụ anh với em cãi nhau, rồi em trong lúc cãi em chợt nhận ra, ồ mình sai mất rồi. Thế lúc đó em có cãi nữa hay không? Không, tới lúc đó khi em đã nói rồi, khi em nhận ra em sai thì em không cãi nữa và em chấp nhận. Rồi. Em thì đang sinh sống và làm việc ở Hồ Chí Minh, còn anh thì ở dưới Đồng Nai. Thì ví dụ như mà mình tiến tới với nhau thì cái cách mà mình hẹn hò thì nó sẽ như thế nào? Hàng tuần á, thì công việc của anh á là từ thứ hai đến sáu, thứ bảy có thỉnh thoảng nữa thì anh có làm trên trường. Thì nếu anh sắp xếp được như chẳng hạn như buổi tối hay là thứ bảy cuối tuần, nếu em rảnh thì anh sẽ lên chỗ em chơi. Thôi cặp này trẻ trung quá, giao lưu bằng văn nghệ đi. Văn hóa văn nghệ đi. Người 25, người 23 đi. Em có biết hát tiếng Nhật không? Dạ biết. Biết thì đâu đâu em hát, em biểu diễn cho mọi người nghe bài cho bạn này hết hồn đi. Em làm thì mọi người làm theo em nha, tại vì cái bài đó cũng dễ thương á. Thì đó, bây giờ có đối tượng kế bên kìa, làm theo đi. Hai người. Cả trường quay làm thì nó sẽ vui hơn. Đó, cả trường quay làm với em đi. Mọi người hỗ trợ em nhé. Chị ngồi đây chị làm luôn nè. Siwa senara teo tatako. Siwa senara teo tatako. Siwa senara taedo de shimeso yo. Hora minna de teo tatako. Siwa senara asinaraso. Siwa senara asinaraso. Siwa senara taedo de shimeso yo. Hora minna de asinaraso. Dạ, rồi em xin hết ạ. Nội dung nó là gì vậy? Cái chữ siêu xe có nghĩa là hạnh phúc. Hạnh phúc thì tay cũng hạnh phúc, chân cũng hạnh phúc. Nói chung là cái bài này nó còn rất là nhiều bộ phận trên cơ thể nữa. Nói như nếu người ta hạnh phúc thì tất cả mọi dạ, đúng cơ quan cơ thể dạ. Ta đều hạnh phúc cả dạ. Rồi, hết thời gian. Đã đến lúc mình đưa ra quyết định từ trái tim của mình. 3, 2, 1 hết thời gian. Như vậy là cô gái không bấm. Dạ. Em thấy chàng trai còn thiếu cái điều gì? Về bên bạn trai thì em nghĩ là gọi là hoàn toàn phù hợp với những cái tiêu chí mà em đưa ra. Nhưng mà tại vấn đề là ở em là em chưa chuẩn bị đúng tâm lý để mà em yêu xa. Dạ, không sao. À, cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói: nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Rồi, chúc các bạn cũng là bạn đời, tìm hiểu nhau ha. Sau khi chúng ta ngồi này thì em thấy anh như thế nào? Nói chung nhìn anh gương mặt sáng đó, hợp với em, hợp với mình. Nên cho nhau một cái cơ hội để chúng ta có thể hiểu về nhau nhiều hơn. Dạ. Con em cũng như con anh, em cứ nghĩ là con em cũng như con anh mà con anh cũng như em thì sẽ được. Thường á thì em thích người đàn ông mạnh mẽ,
luôn cả cái sự chủ động luôn. Nửa về bên kia làm chồng mà đây vợ quá. Bây giờ nếu mà kết hôn thì anh muốn là sinh thêm bao nhiêu bé? Cái này thì em có suy nghĩ đó, chắc chắn là phải có. Tôi đến đây mình cũng là cái duyên của chương trình đưa đến cho hai chúng ta, thì mình cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Dạ đó cũng rồi, là suy nghĩ của em. Bắt đầu đi Tuấn. Đây là món quà đầu tiên anh tặng em, tượng trưng cho vẻ đẹp của người phụ nữ. Anh tặng em. Dạ em cảm ơn anh ạ. Dạ em cũng có một món quà nhỏ tặng anh, cuốn sách Đắc Nhân Tâm. À. Thì em mong là khi anh đọc được cuốn sách này thì anh sẽ đặt mình vào vị trí của người đối phương. Rất cảm ơn em vì cái món quà này. Dạ. Ngoài ra thì anh vẫn còn một cái món quà nó ý nghĩa hơn. Anh nghe hương vị rồi. Như có bánh mì. Gì vậy anh Linh? Thơm. Anh lấy này rồi, lấy cái bịch này ra rồi. Rồi. Trời. Oh! Wow. Đây là món quà có nghĩa là ý nghĩa nhất mà anh dành tặng cho em. Yeah. Bởi vì nó là tận tay anh làm. Cái nghề nghiệp cũng như là sau này của anh và em. Dạ, em cảm ơn em nè. Chết chứ sống gì nổi. Tặng dịch quay cho người đẹp, tặng tôi bệnh nước sốt. Tự nhiên ôi đau lòng. Mình tới với chương trình, dạ, mình chỉ có quay một con thôi sao? Dạ, em quay nhiều lắm mà em để nhà. Nè, anh với em ăn chung. Sau khi chúng ta ngồi này thì em thấy anh như thế nào? Nói chung nhìn anh gương mặt sáng đó, hợp với em, hợp với... Mình nên cho nhau một cái cơ hội để chúng ta có thể hiểu về nhau nhiều hơn. Dạ, dạ được anh. Em cũng muốn tiếp xúc và nói chuyện với anh nhiều để tụi mình hiểu nhau hơn. Dạ. Dạ rồi. Ủa, vậy là xong hả? Ủa, hai đứa vậy là xong rồi hả? Nói tính chuyện hẹn hò, rồi tương lai, rồi mốt về, rồi mình sẽ yêu nhau như thế nào? Nếu mà em giống như là em có những cái sở thích riêng của em thì anh, khi mà em nói yêu cầu đó ra thì anh có đồng ý với em là làm theo em không? Hay là anh không chịu, anh vẫn giữ của anh? Giống như, ví dụ như là em thích đi phượt thì anh có cùng đi với em không? Sở thích thì anh nghĩ ai cũng có cái sở thích riêng của mình. Yeah. Anh cũng có những cái sở thích của anh. Nhưng mà đôi khi công việc nó làm cho anh không thể nào thực hiện được những cái sở thích của anh được. Yeah. Ngày xưa thì anh tự do, anh không gò bó bản thân mình thì anh có thể đi nơi này đi nơi kia được. Nhưng bây giờ thực sự mà nói anh kinh doanh, anh buôn bán thì không thể nào mà bảo mình đóng cửa là mình đi được. Dạ, đúng cái điều rồi. Đó nó cũng là hơi khó khăn với anh. Là thì cũng phải có những cái lúc mà thư giãn thì anh có cùng em như vậy không á? Nhưng lúc đó thì nó là bình thường rồi. Dạ, với lại anh ở nhà anh kinh doanh thì em muốn là em vẫn có thể là đi ra ngoài làm việc được. Tại vì đó là em rất là yêu nghề. Em rất là thích tiếp xúc với trẻ con và tiếp xúc với mọi người. Anh luôn luôn tôn trọng cái người phụ nữ của bản thân mình. Dạ. Công việc thì em có công việc của em thì em cứ làm. Anh chỉ mong muốn một điều đó là khi nào em rảnh hoặc là có thời gian thì em phụ anh là được rồi. Dạ thì đúng rồi. À đấy, đó là chúng ta chia sẻ công việc cho nhau. Chia sẻ công việc thì đúng rồi anh. Rồi hả? 3 2 1 Hết thời gian. Ôi, trời. Rồi. Tại sao Tuấn không bấm? Anh không đồng ý ở đây thì không phải có nghĩa là anh chê em, là vì công việc của anh cũng như hoàn cảnh của anh không có quá nhiều thời gian để mà dành cho em hết được. Vì anh thấy em là một người phụ nữ rất là cá tính, thích đi phượt, thích đi này nơi kia. Thì ngược lại anh thì thực sự đến cái tuổi này rồi anh lại muốn chồng chân lại, anh không muốn đi nữa. Cái đi của em không có nghĩa là đi liên tục anh. Đi của em đây là một năm chúng ta có thể đi một hai lần. Thì em cũng đâu có thời gian mà đi nhiều, em còn phải lo cho con em nữa. Thì em chỉ đặt ra cái
cái sở thích đó là sở thích cái thôi. Đó chỉ là sở thích của em thôi. Ví dụ như năm nay em đã đi một lần rồi thì em chỉ dành cuối năm hoặc để năm sau em đi tiếp, chứ em đâu phải, em chỉ đưa ra để hỏi anh có thể cùng em không thôi, chứ em đâu có bắt anh là phải đi cùng em nhiều lần đâu. Dạ thôi được rồi, em hiểu rồi. Dạ. So với tuổi tác thì anh đã may mắn rồi, anh lớn tuổi rồi, anh 49 tuổi rồi. Anh nghĩ là trong muôn ngàn đâu phải một hai người em đi cát, em biết rồi, rất nhiều người. Anh đến với em đây là cái như là cái trang đầu, cái dòng đầu của trang đầu, còn cả một quá trình dài lắm. Người ta thường nói là duyên nợ, nhưng mà anh không xài chữ nợ, mình xài chữ duyên. Tới hôn nhân, tới mình gặp nhau, anh cần chữ hợp, anh với em đi tìm chữ hợp. Cái quan điểm trong hôn nhân của anh là gì? Thì nãy anh cũng nói là quan điểm hôn nhân anh rất thoáng, anh rất nguyên tắc. Nguyên tắc ở đây là nguyên tắc để tốt cho đôi bên thôi, chứ không phải nguyên tắc gò bó, không gia trưởng. Anh ghét gia trưởng lắm. Và em có một câu hỏi tiếp theo là nếu như em và anh sống cùng với nhau, khi con em và con anh, thí dụ con nít mà nó có xích mích thì khi đó thì anh sẽ giải quyết như thế nào? Con nít xích mích hay không, được hay không là do người lớn. Con em cũng như con anh, em cứ nghĩ là con em cũng như con anh và con anh cũng như em thì sẽ được. Và nó xuất phát từ sự yêu thương. Em thương anh là được hết, anh thương em là được hết. Tính anh là thích đẹp, thích trẻ, thích đẹp, lãng mạn, romantic em mới chịu. Yêu cái trẻ lắm, già rồi, nông dân nhưng mà thích trẻ, thích đẹp. Nhưng mà cái đẹp nó không có theo thời gian, mai mốt em cũng già, em cũng xấu rồi sao anh? Không. Đẹp đó, nó vừa đẹp bên ngoài, vừa đẹp tinh thần của em bên ngoài. Em yên tâm đi, em mà già anh cũng xuống lỗ rồi tôi. Quan điểm của anh là dạ. Nếu như hai anh chị về ở chung một nhà với nhau thì khoản kinh tế anh có sẵn sàng giao cho chị ấy hay không? Cái đó thì hai đứa phải san sẻ. Đừng nghĩ con mày con tao là được, làm chung, xây dựng chung. Bây giờ là anh với em là miếng vỡ ráp lại. Cái vấn đề con rất quan trọng. Phần lớn là cái vấn đề mà bước thêm bước nữa là con rất quan trọng. Nhưng vấn đề kinh tế đó đủ. Ai sẽ là người quản lý? Tức là vợ để vợ quản lý rồi. Mình chỉ là đàn ông mà chỉ là mang tính tham khảo thôi. Nhưng mà anh nghĩ nếu chỉ cần thương là xóa được hết. Không, em thích rõ ràng cái nào ra cái đó. Cụ thể thì quan điểm ra thế nào? Thí dụ tiền bạc em giữ, nhưng mà thí dụ như anh xài gì, cái đó là vấn đề rất là... Em thực sự em nói rất là tế nhị. Em có thể cho anh bất cứ một cái gì đó. Em không thích một người đàn ông gia trưởng và tính toán và ích kỷ. Đúng, cái đó, anh có ghen cái chuyện đó. Anh thường nói là cái bản chất anh không thay đổi được, nhưng bản tính anh thay đổi được. Anh có muốn cô ấy sinh cho anh một đứa con nữa không? Thôi đi em ha. Nếu mà tính đến giờ để mình đã có con thì anh có còn chi nữa. Nhưng mà giải thích trong nít nha. Nhưng mà người ta thường nói là đứa con nó là kết quả thăng hoa trong tình yêu, anh nghĩ sao? Trong thâm tâm vẫn muốn có con. Thích con nít lắm, thích chăm con lắm. Em hỏi anh thôi chứ cái đó cũng là câu hỏi mà em hay suy nghĩ đó. Phía sau này. Dạ, cái lời của chị Cát Tường rất là đúng. Tại vì đứa con là kết nối tình yêu giữa hai người. Em lại sẽ muốn sinh một bé nữa. Anh nghĩ cái đó là ưu tiên cho vợ. Đàn ông cái gì đó mình đỡ cực hơn đàn nữ. Nhưng mà anh để em quyết định. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Mời em gái. Lý do tại sao em gái không bấm? Dạ, em thấy quan điểm của anh và em không có được giống nhau. Anh có thấy thoải mái hơn chưa? Cười nãy giờ cười cũng nhiều đúng không ạ? Thoải mái lên chứ đúng không? Mà tại sao trong cái khoảng thời gian đó mình không gặp bạn hay sao mà mình không có một cái mối quan hệ để tìm hiểu? Tại vì da nó cũng hơi ngâm, nó cũng ngại. Làm công ty là dạ. Đàn ông thôi. Dạ, không có một bóng hồng luôn hả anh? Không, không có. Vậy là không có lập lờ luôn hả? Có mà dạ, người dạ. Lớn tuổi hết trơn rồi. À vậy là không có tính lớn tuổi đúng không? Ở đây lớn tuổi nè. Mình lớn có 2-3 tuổi đâu có sao. À vậy đó, không sao, không sao mình. Anh cảm về em như thế nào? Thì lần đầu tiên thì cũng tiếp xúc với phụ nữ, thấy em cũng dễ thương, linh hoạt. Cũng chia sẻ với mọi người, đến hiện tại bây giờ em sinh hoạt trong môi trường đoàn đội nên bản thân em có một cái sự dạn dĩ. Cái hoàn cảnh gia đình em không phải như những gì mà em tươi cười như vậy. Nhưng mà em cảm thấy là mình là một người sống lạc quan. Em yêu đời, yêu người nên lúc nào em cũng tươi trẻ hết. Đúng không ạ? Anh vỗ tay. Anh có thể chia sẻ cảm nhận của anh lúc này là như thế nào? Thì bây giờ em nói đi thì anh cảm nhận như sao vậy? Nói chung là bù qua đắp lại cũng được rồi. Thật sự ra thì mà em cảm thấy anh rơi nước mắt như vậy á, bản thân em đồng cảm nhiều lắm.
anh thì nghĩ bản thân anh như thế nào? Bên là do em chứ sao giờ anh thì anh thường á thì em thích người đàn ông mạnh mẽ luôn, cả cái sự chủ động luôn. Nữa về bên kia làm chồng ở đây vợ quá. Bây giờ em đặt vấn đề luôn, bây giờ theo em thì anh sẽ làm gì, nói hỏi đi. Giờ em thì em kinh doanh buôn bán, rồi anh phụ gì được thì anh phụ nha, được không? Ví dụ như anh có cái tài lẻ nào ngoài cái công việc hiện tại của anh đang làm việc không? Ví dụ như em đang live stream đi, em gợi ý nhờ anh vô anh like, anh like được không? Chắc không quá. Chắc phải học. Học chứ, cái vậy là phải, phải từ từ, phải có thời gian trao đổi, tìm cô hiểu. Vừa là bạn, vừa có thể là gọi là hướng dẫn em buôn bán kinh doanh, mà anh nghĩ rằng là anh này rất là chịu khó. Dạ. Chịu khó lắm đó. Em cần cái bờ vai cho em nương tựa. Mình mạnh mẽ quá, nhưng mà mình là phái nữ mà đôi lúc mình rất là yếu lòng. Dạ em phải mạnh mẽ lên và ngồi thẳng thớm lên, hoặc là đứng dậy tới nắm tay hát cô gái này. Không biết hát không? Dạ. Nào đứng lên đi tới đi lui thì cái, chứ giờ nó không biết để tay đâu luôn mà. Rồi thoải mái đi. Mà buồn lắm, nhạc nhạc buồn mà. Kể nó buồn mà chơi luôn đây. Trời. Rồi em ngồi đâu? À, thì em cứ đứng đây anh ngồi đi luôn đó. Dạ. Rồi bắt đầu. Rồi em hát nha. Ừ. Rồi bây giờ cầm món quà lại đi. Ừ đó đúng rồi, cho thoải mái luôn. Anh nghèo nên chẳng nhận kim cương, tặng em theo sinh lễ tơ hồng. Thì đây anh đang nhắn cỏ, tặng em coi như bó ngỏ lòng. Anh chắc em đã biết. Rồi rồi rồi. Mỗi lần mà bạn em bù em hát bài này bảo đảm bạn mang vui vậy thôi. Một, hai, ba. Hết thời gian. Hết thời gian. Xin mời hai bạn. Bây giờ không bấm gì em đây. Em có bấm mà chắc nút không ăn hay sao. Còn em gái. Dạ em rất là thích bạn này, cũng như là rất là trân trọng khoảng đường xa xôi bạn đến đây. Rất là cảm với bạn rất là nhiều chuyện, cũng như là về cuộc sống của bạn. Về tính cách của bạn rất là hiền, mà em nghĩ em năng động quá, có vẻ là em sẽ không hợp với bạn. Hôm nay mình có cái duyên mình gặp nhau đó, thì sau này giả sử như nó thay đổi về cái địa bàn sống hoặc cái công việc thì em có suy nghĩ nào? Trong đầu của em á, khi mà đã tiến tới hôn nhân là mình đã đạt được cái độ thấu hiểu, tôn trọng, chia sẻ lẫn nhau rồi, thì chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu thì ở đâu cũng là nhà. Quan điểm của em về người phụ nữ gia đình với lại hôn nhân gia đình là như thế nào? Nếu mà là em sẽ thích chăm sóc gia đình của mình, nhưng mà em vẫn thích đi làm. Mình có công việc, mình có sở thích thì mình mới có thể là thể hiện được cái cá tính của mình. Dường như là em thích hướng tới sự hoàn thiện, vừa có thể đảm việc nhà, đảm việc nước, đó là cái hướng tới của em. Theo như chia sẻ của em thì anh thấy là em cũng khá là dễ thương. Cảm ơn anh. Nếu mà kết hôn thì anh muốn là sinh thêm bao nhiêu bé? Cái này thì anh có suy nghĩ tới rồi, chắc chắn là phải có. Nhưng có thể là một, còn trai hay gái thì cái đó tùy theo trời cho mình sao mình chịu. Em cũng có đồng quan điểm với anh như vậy. Anh cũng có nhà cửa, kinh tế thì tạm ổn. Cho em hỏi động lực nào anh đăng ký tham gia bạn muốn hẹn hò? Những lúc rảnh rỗi thì anh cũng thường coi chương trình. Anh thấy cái chương trình này rất nhiều ý nghĩa, mang đến hạnh phúc cho nhiều người. Đứa cháu học đại học của anh đăng ký cho anh. Tới đây thì thực sự ra thì anh cũng mong muốn tìm được một người tức là thấu hiểu, đồng cảm. Cái thứ hai là phải chân thật và trung thủy trong lĩnh vực của gia đình ấy. Từ những cái đó mình mới sẽ có cái sự quan tâm chia sẻ và có những cái động lực để mà vun đắp cho gia đình được. Tôi đến đây mình cũng là cái duyên của chương trình đưa đến cho hai chúng ta, thì mình cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Dạ đó cũng rồi. Là suy nghĩ của em. 3, 2, 1. Hết thời gian. Sao không bấm? Mình cũng chia sẻ thật là cái cảm nhận đầu tiên mình cũng chưa rung động nhiều lắm. Anh cần điều gì nữa? Thực chất ra thì cũng không đòi hỏi gì nhiều, nhưng mà chuyện tình cảm nó phải xuất phát từ cái sự rung động của... Nhưng tại sao trước khi bấm anh lại nói là chúng ta cần cho nhau một cơ hội để đối phương hiểu lầm chúng ta? Cái này lỗi do anh đó. Cuối cùng anh suy nghĩ điều gì mà anh không bấm? Mới đầu thì mình cũng có suy nghĩ như thế, nhưng mà cái thật sự cái con tim với cái sự rung động đến giờ phút cuối thì mình chưa có cái sự cảm nhận được. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị khán giả có thể xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và cổng thông tin Love TV.
Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thực hiện phiên bản đặc biệt dành cho các quân nhân đang có công tác trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Mời các anh chiến sĩ quân đội hoặc bạn nữ nào có nguyện vọng tìm người yêu là các chiến sĩ quân đội thì nhanh tay đăng ký tham gia. Cảm ơn nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, Tinh Thần Thép đã tài trợ chính chương trình này. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trai là cao trên mấy số lầm với lại cái bụng hơi bự bự ạ. Thiếu hai phần á. Thấy chưa? Thiếu hai phần á. Thấy chưa? Em thích nhất là màu hồng. Hả? À, gì? Có đi bia ôm không? Dạ, cũng lâu lâu cũng có. Mày có bị BD không? Mày có bị BD không? Bữa nào đi với tao, tao chỉ cho đi cái đó đó. Không, mà đi cái đó đó là đi đâu? Thôi đừng hỏi nó, nói thiệt nó giờ đó. Gặp lại vào lúc 15:20 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 là truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.